Xin chào các bạn, chào mừng bạn đã đến với trung tâm học cơ khí. Thì đây là một hướng dẫn thiết kế trên phần mềm AutoCAD. Thì trong video này mình sẽ dẫn các bạn cách để vẽ mô hình 2D sketch như này trên phần mềm AutoCAD ha. Rồi, đây là bây giờ 2D của nó này. Đây, mình sẽ phóng to ra cho bạn xem ha. Đấy. Rồi, để vẽ được miếng dạng như này, để trước tiên các bạn khởi động cho mình phần mềm AutoCAD lên ha. Rồi, sau khi các bạn khởi động phần mềm lên, thì ở đây mình đã cài xong xuất kiểu layer rồi ha. Đây mình sẽ cài xong 4 layer cần thiết để phục vụ cho quá trình mình vẽ hoàn thiện cái chi tiết này ha. Rồi, nếu mà bạn nào mà không chưa biết cách để cài á, thì bạn làm như sau: các bạn nhập LA vào layer ha, hoặc là các bạn nhập vào biểu tượng layer property ha, nhắm vào đây ấy thì nó xuất hiện cái bảng layer như thế này. Rồi, để tạo một cái layer mới thì các bạn vào đây, các bạn nhắm vào đây new layer ha. Rồi đây, ví dụ như đây mình có một layer, tạo layer mới đi. Đây mình đặt tên ha. Rồi về đây chỗ này các bạn đặt tên cho nó ha. Ở đây thì các bạn chọn màu sắc này, đây bạn chọn màu sắc. Rồi chọn màu sắc này, chỗ này thì bạn chọn loại đường nét này, tức là nét liền, nét nét đất hay là nét gì đó tùy các bạn ha. Đây. Rồi ở đây là chọn lay bay, có nghĩa là cái độ đậm của cái đường đó, số càng lớn thì đường nó sẽ càng to ra và càng đậm ha. Rồi ok, để đây mình đang không cần này, mình xóa đi. Rồi tiếp theo thì để thuận tiện cho quá trình vẽ cái này cho nhanh á, thì mình sẽ đưa cái hình này vào cái trong cái môi trường CAD luôn, để mình khỏi chuyển cửa sổ qua lại ha. Rồi ở đây nếu mà bạn nào chưa biết cách á, bạn vào insert, chọn vào raster image reference ha, sau đó các bạn chọn đường dẫn mà các bạn lưu cái hình đó. Rồi đây mình chọn vào đây này. Đó, rồi ví dụ mình đưa cái hình này vào hay chẳng hạn. Đấy. Bảo quên là xong. Đây mình đưa sẵn cái hình này vô rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ chia cái màn hình AutoCAD này ra thành hai phần để cho dễ vào view này. Viewport ha. Chọn vào two vertical ha. Rồi. Đây mình chia thành hai phần, hai cái màn hình ha. Bạn lưu ý là hai cái màn hình này nó chỉ là kiểu giống như là hai cái góc nhìn thôi, còn về bản chất thì nó vẫn là một cái tờ giấy ha. Vô đây này, cái phần màu đen này nó là vẫn là một cái môi trường phát để các bạn phát thảo. Thì việc các bạn chia ra hai cái màn hình á, thì nó giống như việc mà các bạn đặt hai cái camera cùng quay vô chung một cái tờ giấy thôi ha. Còn màu đen là phần tờ giấy để các bạn vẽ ha. Đấy, các bạn đây là bạn thấy mình vẽ bên bên cái màn hình này, thì cái màn hình bên kia thì nó vẫn xuất hiện cái nét vẽ của mình ha. Đó, nói với các bạn, giải thích cho các bạn hiểu là việc các bạn chia cái màn hình nó ra thì nó không làm ảnh hưởng tới 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 việc là ví dụ như các bạn vẽ bên đây mà bên kia nó lại không có là không phải đó nha. Đó. Rồi mình sẽ phóng to hình này ra. Đó, thì bên đây mình sẽ đẩy này qua thôi. Đó. Đấy, như vậy thì rất là thuận tiện cho trình vẽ ha. Rồi thì mình sẽ vẽ nó tâm ha, nó tâm của hình này thì cũng bình thường ha. Rồi thôi này, mình sẽ vẽ một đường tâm chiều dài bất kỳ và cái 8 lên ha, lớn quá, xóa này đi, vẽ một tâm môi thôi. Rồi, ok. Ở nó tầm một nó đây. Rồi, tiếp theo. Mình sẽ vẽ một cái đường tâm cắt ngang vào đây, đường tâm bất kỳ. Rồi, mình sẽ vẽ đường tròn R24 trước này. Center này. Center. Nhấp vào đây. Nhập giá trị. Mình sẽ chuyển sang nét chính cho mình vẽ ha. Để nó hiển thị cái layer khác nhau.
R24 này và R38 này. Rồi, ok. Tiếp theo. Đây là đây. Rồi. Mình sẽ đi vẽ con này ha. Từ đây vẽ con này. Rồi, vẽ từ đây R6 ha. Rồi từ đây lên là 60 này. Và ngang qua đây là 4 để người ta cho là 43. Rồi, đây là 21,5 thôi. Rồi thì để cho vẽ nhanh thì bạn làm như sau. Bạn nhập C enter này. C enter, TK enter. Này. Từ cái điểm này này, tâm này này. Lên là tâm này lên là 60. 60. Và nó qua bên đây là 21,5. Ok, enter lần nữa nè. Sau đó vẽ R6 nè. Đó. Tiếp theo vẽ R15,5. C enter. R15,5. Đó. Rồi. Tiếp theo. Bạn sẽ đi vẽ này. Ở đây. Rồi để mình nghĩ xem. Bốn hàng. Rồi C enter này. C enter, T enter. Chúng ta tăng ra ớt ha. Đây là 14 ha. Đó, R14 ha. Rồi, trim. Đấy, thì cái chập phần này. Chúng ta mình sẽ đối xứng cái phần này này. Bây giờ nó sao? Bây giờ sao ha? Bây giờ hàm tròn này. Chọn vào đây này. Chọn vào đây, chọn vào no. Ok. Rồi mình sẽ dùng tiếp tục dùng tan tan ra đó thì mình vẽ cái R14 này ha. C enter này. T enter này. Chỗ đây này. Hoặc là các bạn nào mà không nhớ lệnh tắt á, thì các bạn vào chỗ home này. Của thanh chỗ thanh ribbon ha. Ribbon ha. Ở đây sẽ khôi số này ra tan tan ra đó này. Đó, thì trường hợp nào mà các bạn mà không nhớ viết tắt á, thì các bạn làm như vậy. Bạn nào mà nếu viết tắt thì càng tốt hơn, bạn vẽ nhanh hơn. Center này, từ điểm này nè, 14 này, ok. Sau đó mình sẽ trim bỏ đi văn này nè. Đó. Ok, tiếp tục sử dụng tan tan ra đó. Center này, vẽ cho mình cái cung R38. Ok ha. R38. Sau đó mình sẽ trim bỏ này nè. Trim bỏ phần này đi. Rồi mình xóa này đi. Đó. Rồi. Bên đây ấy, thì cái đường này á. Cái đường ngang thì nó cũng đơn giản rồi. Đường ngang thì các bạn chỉ cần kéo xuống thẳng đây thôi. Lên thôi nè. Kéo xuống thẳng này. À, bắt thẳng như thôi. À, kéo cái điểm này xuống này. Ok. À, ok. Rồi, tiếp theo. Bạn sẽ mirror ha. Đối xứng cái điểm, cái hết cái đường này. À, đối xứng này. Rồi, mình sẽ lấy ISO ha. Để ISO mình chọn nó xanh thôi. Còn lại màu đỏ nó sẽ chìm xuống ha. Mirror. Bây giờ đây. À, ok. Chọn no này. Đấy. Rồi mình sẽ trở lại ha. Lay on ISO này. À, ok. Mình sẽ kéo nén tâm này xuống này. Đó. À. Rồi. Tiếp theo mình sẽ đi vẽ này ha. Rồi, để vẽ này bạn làm như sau. Cái đây này, R18 này. Rồi, các bạn làm như sau. R18 á, thì nó là đường kính của nó là P36. Thì từ đây người ta qua đây là 96 này.
thì 36 ở đây điểm điểm của nó kết thúc ở đây này, thì nếu mà vô đây nửa nữa thì sẽ đã bằng 18 không, phải đúng bằng 18 không, thì nó phi bằng phi 36 nè, rồi 18 là phi 36, thì tròn nó tới đây là điểm cuối của nó nè, thì phải vô đây lấy cái tâm, muốn lấy tâm của nó thì vô đây là phải 18 này, đúng cái điểm này, này. Đấy. Rồi thì để vẽ R18 thì 36, thì bạn lấy cái lấy 96 á, 96 thì bạn trừ đi 18 thì nó sẽ ra ra thôi ha. Rồi đã 78 ha, 18 ha, 6 18 ok ha. C enter, C enter, TK enter, từ điểm này qua đây là 70 78 ha, 78 rồi đó là C enter này, TK enter này. Từ điểm này qua đây là 78 này. Enter này. Enter một lần nữa ha, vẽ cho mình R18 này đó, R18 rồi, sau đó thì đơn giản rồi, bạn chỉ cần bắt tiếp tuyến này, một vẽ một đường line, nó bắt tiếp tuyến hai đường tròn này thôi ha, lời enter này. Rồi ở đây thì tới trễ đó thì mình sẽ khóa khóa lại ha, mình sẽ khóa luôn, mình sẽ ràng buộc lại vào parametric, mình sẽ ràng buộc lại răng này. Ok rồi, mình sẽ khóa luôn cái thằng này. Ok đấy. Rồi mình sẽ cố định lại, mình không cho nó di chuyển nữa. Đó rồi giờ đơn giản là mình sẽ vẽ một đường line, số này lên đây, rồi mình sẽ vẽ đường line này, line chéo ở đây 8 ha, chéo ở đây này. Rồi sau đó mình sẽ vào parametric, mình ràng buộc đây vào style ha, style này. Ràng buộc nó, bắt đường này tiếp tuyến như đường này đó. Tiếp tục đường này tiếp tuyến như cái đường này đấy, với điều kiện là các bạn phải khóa cố định lại ha, và khóa lại về kích thước và khóa lại cái góc cái tâm của đường tròn luôn, để không cho di chuyển nữa. Nếu bạn không khóa lại thì bạn ràng buộc á, nó sẽ nhảy cái đường tròn này, nó sẽ nhảy theo, nó sẽ nhảy theo cái đường này, tới nó nhảy theo, nó tiếp tuyến với cái đường chéo này. Còn bạn khóa lại rồi thì cái đường chéo nó sẽ tự động nó nhảy theo, nó tiếp tuyến với cái đường tròn ha. Bạn nhớ cho mình là phải khóa lại ha, không thì bạn bắt tiếp tuyến nó sẽ sai, sẽ ẩn đi. Rồi xong rồi thì bạn làm xong rồi bạn xóa sau ha, làm xong rồi chúng ta xóa đi. Ok tiếp theo chúng ta sẽ đối xứng cái này qua, rồi đối xứng này. Ẩn này đi, how to change đi, mirror này, mời enter này, bắt này này, đối xứng cái này sao. À. Rồi. Mirror. Đó. Chọn no ha. Rồi sao bằng stream. Ok. Đấy. Rồi xóa đi này. Xóa đi này. Ok. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ còn vẽ một cái đường nữa xong ha. Rồi bạn vẽ cho mình để nhanh nhá, bạn vẽ cho mình rời xe này, rời xe enter này, chọn đặt xuống đây này, bạn nhập chiều dài là 24, chiều rộng là 5 này. Đó rồi thì cái thằng này nè, nó sẽ là 18 này, tới đây là 18 này đúng không? Đấy thì cái tâm của cái này nó sẽ nằm với cái tâm của trên, nó sẽ nằm trên cái tâm của cái đường tròn này. Mình sẽ đơn giản mình sẽ dùng sự định mô mình di chuyển nó vô thôi, tâm của chỗ này đó, nó sẽ nằm trên tâm của thằng này đây đó, ok đấy, vậy xong ha. Rồi mình sẽ kéo lên tâm này sang, lên tâm này ra đó, như vậy chúng ta đã vẽ xong cái hình này rồi ha. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đi kích thước ha. Rồi kích thước mình sẽ nhập DLI lên tắt này đó, lên tắt đi kích thước cái đoạn này ra 96 ha.
6 này. Rồi, trường hợp nào mà bạn không nhớ đến tắt thì bạn vào ở no stay này, chọn vào là đi này ha. Để bạn đo bằng được ha. 18 này, ok. Đây là 24 này. Đây là 5 này. Đây mình sẽ kéo ra. Đây sẽ là 43 này. Đây là 120 này. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi ghi giới thiết các cái thiết còn lại ha. Radius này. Rồi đây là R38 này. Đây là R14 này. Đây là R15. R15,5 ha. Rồi đây mình sẽ tìm đặt đi. Thì một con số đi. Rồi, mình sẽ đo lại nè. Đây là R15 này. 15,5 hả? Ok ha. Rồi, chúng ta sẽ sửa lại tìm test. Mình sẽ sửa lại cái này không. Để mình sẽ đo cái thứ còn lại ha. Này R6 nè. Này R38 nè. Này là R14 tương tự như trên đây rồi, đây có ghi cũng được ha. Nhưng mà đây mình sẽ ghi đây cái này. Đấy. Để cho các bạn dễ hiểu ha. Rồi. Đó, như vậy là chúng ta là để xong cái viên dạng chi tiết này ha. Đấy, đây R18 nữa. Ok. Rồi. Vậy bài tập tới đây chúng ta tới đây kết thúc ha. Rồi. Chúc các bạn thi thành công. Chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.